Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 1 tháng 3 bị kết án 3 năm tù giam, trong đó có 2 năm hưởng án treo vì bị xét là có tội trong việc tìm cách hối lộ một thẩm phán và dùng thế lực để gây ảnh hưởng. Rời tòa sau khi bị kêu án, ông Sarkozy từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí. Ông Sarkozy lãnh đạo nước Pháp từ năm 2007 đến năm 2012, phủ nhận bất cứ việc làm sai trái nào và nói rằng ông là nạn nhân của một vụ truy bức chính trị của các công tố viên tài chính. Ông Sarkozy, người đã rời khỏi chính trường nhưng vẫn còn ảnh hưởng trong cánh bảo thủ, có 10 ngày để kháng án. Ông là cựu tổng thống thứ hai trong thời hiện đại Pháp bị kết án tham nhũng sau cố tổng thống Jacques Chirac. Theo công tố viên, ông Sarkozy ngỏ ý đảm bảo một công việc béo bở cho thẩm phán Gilbert Azibert để đổi lấy thông tin nội bộ về cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc ông đã nhận các khoản thanh toán bất hợp pháp từ Lilian Bethencourt, người thừa kế tập đoàn L'Oréal trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007. Các công tố viên nói vụ việc bị phanh phui khi họ thu băng những cuộc nói chuyện giữa ông Sarkozy với luật sư riêng sau khi ông Sarkozy rời chức, liên hệ tới một cuộc điều tra khác về cáo buộc tài trợ của Libya trong cùng chiến dịch tranh cử.